Xin chào các bạn đã đến với kênh Di Bến Tre của mình nha. Hôm nay mình có dịp đi biển thành phố, mình quay cho mấy bạn coi nha. Mình xem ở dưới này nó có cái gì. Biển này nhiều người đi lắm, nhiều mấy bạn ở tỉnh khác cũng qua đây chơi nữa. Nếu mà tính từ thành phố Bến Tre đi xuống đây á, thì nó cách thành phố Bến Tre khoảng 90 cây nha mấy bạn. Ở đây thì chỉ xe 5.000 một chiếc nha mấy bạn. Đó, người ta đi đông á. Đông lắm mấy bạn ơi, bán đồ lưu niệm đồ cũng nhiều lắm. Ở dưới biển mãi thì nó bán cua, bán cá, tôm, tép luôn, bán mực đồ các kiểu. Ở dưới thành phố này có hai bãi, một bãi Hàng Dương và bãi này là bãi Cồn Bẩn nha mấy bạn. Đa số mọi người đi Cồn Bẩn. Bây giờ thì mình đang ở bãi biển, lúc này thì nước đang ròng nên người ta che dù, người ta bán cá đồ ăn đồ mấy hải sản, tôm tép cua khô đồ nhộn nhịp lắm mấy bạn ơi. Còn lúc mà nước nước lớn thì nó sẽ không có bán được, sẽ lên bờ giống như sông mình vậy đó, có con đê á. Quá trời đồ luôn, hải sản cua nè, mực nè, ốc mỡ đủ thứ luôn, cá gì nữa nè, cá đuối nữa nè, đồ hải sản đồ biển lắm rồi. Dưới này thì người ta tắm biển rất là nhiều luôn á mấy bạn, quá là người ta đi tắm biển luôn, thấy đông ghê mấy bạn. Đây là khúc ở trên bờ nhìn xuống, các bạn thấy quá trời không? Chỗ đó nước trũng nên nó có một cái lỗ, ngoài kia thì nó cạn nên cát nó nổi lên.